Đúng rồi. Chạy ra là em ở đây cứ gọn em bóc. Ê, trời ơi, cái gì vậy sao móc được? Chị. Ôi, chú ơi, có sao không chú? Chị, hay là tụi mình lật úp ba lại đi, rồi tụi mình dặm lên ba, thế nào cục chè nó cũng bay ra hả? Lật tránh ra. Để tôi. Ôi, chị ơi, giúp rồi mấy chị ơi. Trời ơi, có gì đâu. Thì mắc nghẹn thôi mà. Mấy ca này thấy hoài à. Mắc xương gà, xương cá, xương heo gì á còn trị được. Còn mắc nghẹn trôi nước nha. Cứu không kịp là tắt thở đó. Tôi nói đúng không anh? Ừ. Trời đất ơi chị ơi, chị nói hoài chú tôi tắt thở bây giờ đó. À, quên. Để tôi. Chú. Sao vậy? Trời ơi, hết hồn hết vía. Bị gì vậy? Ủa chú bị gì á? Con bị cái gì vậy? Tự nhiên vô người la lớn lên là giật mình à. Chú tự nhiên chú làm con hết hồn à. Gì vậy? Làm gì buồn cái vậy? Bán nhà. Ủa sao bán nhà? Không. Bị đâu đây? Thì thấy chú ngồi đây lại hỏi thăm nè. Ủa mà chú bị gì vậy? Đang có chuyện buồn hả? Có gì đâu buồn. Ờ, mà buồn thiệt. Chú mà buồn cái nỗi gì? Ở cái con nhóc này. Nhanh quá hả nhóc? Chứ sao nữa, con đâu có còn là con nít nữa chú. Trong mắt của chú Vi lúc nào cũng là con nít. Thôi nha, con dù sao giờ cũng là đồng nghiệp của chú rồi chứ bộ. Đồng nghiệp cũng là con nít. Tôi lớn hơn 10 tuổi. Năm tôi 10 tuổi là Vi mới sinh ra đời nha. Trời chú. Thôi mệt quá, bỏ qua đi. Bây giờ con sẽ dẫn chú đi ăn một món này. Bảo đảm chú sẽ thích. Được á. Chú đang cần ăn một món gì đó để xả stress. Chứ nãy giờ chú stress dữ lắm. Đi. Khoan. Trước khi đi, con phải kêu đồng minh của con đã. Đồng minh? Thôi thôi, không có đồng minh gì hết, thấy ghê quá. Trời ơi, làm hết hồn tưởng người ấy nữa chứ. Đi. Quay. Trời ơi, bạn tám chén luôn. Ừ, ghê thiệt. Chú, hết stress chưa? Còn chút chút. Hỏi coi còn chè không? Cô ơi, con chè không cô? Ăn tới tối cũng còn nữa con. Anh ơi. Hả? Ông Đồn kêu 5 chị em bánh chè lại đây bán cho anh nha. Thôi thôi thôi, một mình bà thôi là muốn lên đường rồi. Nói chứ cho một chén lấy 1 viên nữa thôi nha. Rồi rồi rồi, có ngay có ngay. Ba Tùng ăn giùm con đi, con thấy ngán quá. Chè người ta ngon mà kêu ngán. Trời ơi, nhả đi ghê quá, kêu ba ăn cái gì con. Ăn giùm con ơi. Rồi rồi rồi, về đi về đi. Chè đây, chè đây, chè đây. Ôi thôi ăn cái này đi, cái này nó nhìn nó ngon nè, mấy cái này nhìn thấy ghê quá. Ủa? Trời đất ơi, càng già càng khó tính đó nha. Đây, cho chú hỏi cái. Dạ. Có khi nào một cô gái trẻ tuổi như con á mà chịu lấy một ông chú vú khí đá mà có thêm 2 đứa con giống chú không? Tự nhiên hỏi như vậy ạ? Thì trả lời đi, người ta hổ đi yên cười vô mặt người ta vậy? Ờ, thì tất nhiên là không rồi. Nghĩ sao vậy? Cũng đúng. Tự nhiên lấy chú xong rồi phải nuôi thêm 2 đứa con từ trên trời rơi xuống, hao mòn tuổi thanh xuân của mình. Từ bây giờ chú sẽ sống thực tế hơn. Ủa gì vậy? 2 cái nút áo của chú đâu? Xúc rồi. Ủa sao vậy? Bị cô Linh. Cô Linh làm gì? Đứt nút. Oh. Không có gì đâu, đừng suy nghĩ tầm bậy. À, trở lại câu chuyện của chú nè. Con thấy cái tuổi của chú bây giờ có một người rất hợp với chú. Đừng nói làm mai bà bán chè cho tôi nha. Bậy vậy bà. Không phải. Vậy ai nói đi? Chị Linh đó. Hả?
cái chú sao vậy? Chú có sao không? Chú chết rồi. Tết Tùng, Tết Tùng chết rồi. Chạy ra là em ở đây cứ gọn em bóc. Ê, trời ơi, cái gì vậy sao móc được? Chị ơi, chú ơi, có sao không chú? Chị, hay là tụi mình lật úp ba lại đi, rồi tụi mình dặm lên ba, thế nào cục chàng nó cũng bay ra hả? Lật tránh ra, để tôi. Ôi chị ơi, giúp đừng nghe chị ơi. Trời ơi, có gì đâu, thì mắc nghẹn thôi mà. Mấy ca này thấy hoài à, mắc xương gà, xương cá, xương heo gì á còn trị được, còn mắc nghẹn trôi nước nha, cứu không kịp là tắt thở đó. Tôi nói đúng không anh? Ừ. Trời đất ơi chị ơi, chị nói hoài chú tôi tắt thở bây giờ đó. Quên, để tôi. Nhắm mắt lại. Anh có sao không anh? Chết rồi. Ơi, chẳng lẽ định mệnh ba của hai đứa dính như... Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé.